em nói là vừa qua thì các hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường ấy, thì các trường có hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, thì trường ta thì cũng nên thực hiện hỗ trợ như vậy. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Thì các hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc, sinh viên toàn quốc vừa qua đấy, thì trường kêu gọi tất cả các em tham gia nghiên cứu khoa học và cái hội thảo học này không hề đóng phí. Và thậm chí rằng khi các em tham gia nghiên cứu khoa học thì chúng tôi phát proceeding, một cái proceeding của tôi thì tốn đến 350.000 một cái proceeding mà chúng tôi phát các em miễn phí, rồi ăn suất một suất ăn trưa, rồi kể cả 100.000 nữa, chứ không phải là chúng tôi không có khuyến khích các em tham gia. Như vậy là kể cả các giáo viên mà có hướng dẫn sinh viên mà viết bài thì chúng tôi có hỗ trợ về mặt kinh phí trong cái việc hướng dẫn. Như vậy thì cái việc hỗ trợ này là rất lớn, và tôi nghĩ là cái hỗ trợ này là trường sư phạm hỗ trợ rất là mạnh so với các trường khác trong cái hội nghị khoa học này. Sang năm sắp tới thì có cái hội nghị nghiên cứu học sinh viên toàn quốc tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi không thể nào mà hỗ trợ tất cả sinh viên. Nếu thích đi tham dự hội nghị nghiên cứu học này thì chúng tôi hỗ trợ kinh phí, điều đó là không thể thực hiện được, vì bản thân các giáo viên mà đi hội nghị nghiên cứu khoa học thì cũng rất là chọn lọc, và chỉ có một số hội nghị chúng tôi đồng ý cho đi thôi. Vì vậy thì các em muốn được tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kinh phí đi lại, và thì các em phải cố gắng là thực hiện những đề tài thật lớn, giải quyết những vấn đề rất thực tiễn, và các em thể hiện hết sức mình xuất sắc. Thì nếu như các em làm luận nghiên cứu một cách rất xuất sắc với những kết quả vượt bậc thì chắc chắn rằng đề tài của các em sẽ được chúng tôi lựa chọn để tham dự cái hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc lần sau.